Còn tiếp theo thì thường thường cái giọng ca của mình thì nó các bạn cắt xong xuống một đoạn được nha, giọng tiếng mình nó tiếng nó mình nó không bị ù quá. Các bạn cắt khi nào mà các bạn cảm thấy là vừa đủ rồi, không cần cắt nữa đâu, cắt nữa thì nó sẽ ngủ đó. Tiếp theo cái còn một ba bốn nó vẫn là nằm trong giải bát luôn, cái tiếng mỗi người nó sẽ khác nhau, cách tầm khoảng từ 3 đến 4 dB, tại vì cái này rất là cần thời gian để các bạn nghe và các bạn có thể nhận biết được là cái dạng tầng đó nó cắt được cái điểm gì, nó cắt được cái tiếng gì. Khi mà mình nói với cái phần mềm này thì các bạn có thể hình dung được là cách sử dụng cái phần mềm này, cái cách xử lý âm thanh như thế nào. Nhưng khi các bạn muốn đúng yêu cầu của các bạn phải cảm giác, các bạn phải nghe một thời gian, phải sử dụng nó một thời gian thì các bạn mới cảm giác được nó có chức năng như thế nào. Thì tiếp theo là cái cột 400 hay là cái giải bass cao này, nó gần với cái lại nó gần với cái giải tầng là mid low. Các bạn là mình thích cái tiếng thật nhẹ nên mình để hai cái này không bị CP, mình không có tăng lên, mình không có giảm xuống luôn, mình để nằm chính giữa là ở phía cân bằng rồi. Mà khi các bạn cảm thấy cái tiếng mình nó hơi tối chút á, nó lực nhưng mà nó tối, thì các bạn có thể tăng cái giải 10 lên cũng được nha. Thì các bạn cảm giác là cái tiếng mình nó bắt đầu sáng rồi, cái phần high cool thì các bạn có thể tăng lên tùy theo cái giọng loa các bạn xài nữa.